Ôi, sao tự dưng bốn đứa tụ tập với nhau ở đây vậy? Cái gì ấy? Ừ. Vàng, cho chị hứa. Ôi mới mắt, đắt một mắt rồi. Thôi xin. Được. Không, cho chị hứa. Để rụ cha ra đi. Rụ cha ra, nói đâu rồi? Từ sáng giờ chị chưa gặp thấy nó luôn. Chắc là bây giờ cha ra đang đi kiếm tìm đôi nào đó để chia rẽ đi. Hả? Thế là nó hôm ngày hôm nay nó chuyên đi chia rẽ tình cảm sao? Chả phải ngay ngày hôm nay đâu. Ngày hôm qua hôm kia hôm kia hôm kia hôm kia. Ôi dồi ôi, thế nó chia rẽ những đôi nào rồi? Cái gì? Ăn bóng không? Em đi mà ăn. Bóng sách lẻ bắt tan. Bọn em đã phát hiện ra cái tính xấu với của chị Chara. Bây giờ bọn em quyết trừng trị chị Chara một trận. Trừng trị bằng cách nào? Rụ chị Chara vào. Ồ, ý tưởng múc hay. Chị Chara một trận. Múc á? Múc chị Chara luôn. Vâng, múc rồi. Anh Nam ơi, anh làm gì ấy? Anh Nam quạt mát. Em ơi, có một mình anh có quạt, những con người còn lại thì dùng cái gì? Dùng tay. Anh không chia sẻ cho mọi người sao? Ai cũng chê anh thì thôi. Ai chê? Nhà giàu anh có quạt riêng. Không ai thì có thì tất nhiên là nhà nghèo. Ai chê? Chả ai chê. Em chưa chê. Bà kia cũng chê đây. Chưa chê. Chê rồi. Chưa. Rồi. Chưa. Rồi. Tí úp sọt luôn cả anh Nam nha, anh Bốn nha. Ok. Úp sọt cái gì? Không cần biết. Cái đấy là việc của chúng tôi. Bây giờ như nào? Bây giờ bà Dê thân nhất với chị Chara đúng không? À, thế được rồi. Bà Dê đi tức định rủ chị Chara đi nhá. Hay là làm okay, sao? Ok, ok. Hay là bà Dê giả vờ trêu chị Chara đi, xong rồi không. Chị Chara đuổi theo hay là bây giờ để chị đi tìm Chara, chị nói chuyện chị rủ vào đây và xoài tiếp. Xong rồi là mọi người sẽ răng bẫy ở đây được không? Ok không? Kéo kéo lên đây nhé. Ok không? Chơi. Chơi nhá, anh Sáu khỏe chưa? Hả? Anh nhìn khỏe. Tí em cho anh uống thuốc độc, à thuốc chuột, quên. Tí uống thuốc chuột là khỏi mà. Đây, bây giờ mọi người trong này đi, để em đi tìm cha ra. Trong này chỗ dâm mát các anh ạ. Anh đi thôi. À, ở đấy hử? Ok. Kéo như vậy đúng không? Đúng rồi, chắc thì... Mọi người ok chưa? Ok chưa? À, anh Bảy có cái gì đây? Anh có tóc mới à? Ui dồi ôi, kiếm đâu ra mái tóc. Ok nhá, mọi người nấp hết đi. Nấp hết đi để chị đi tìm cha ra. Mọi người có biết tung tích cha ra ở khu nào không? Không biết. Không biết à? Như là khu dưới này ấy. Dưới này đúng không? Được rồi. Mọi người ở đây nấp kín vào, đừng để cha ra phát hiện. Ok nhá. Ok. Anh Bảy làm gì ấy? Có đội tóc thì cũng không thành đâu, phải đặt đội. Thôi rồi, nấp kín nhá. Đi nhá. Chara ơi. Bây giờ mình không biết con Chara nó ở đâu nữa cơ. Úi dồi, nó ở đâu nhỉ? Hay nó bắt xoài nhỉ? Úi dồi, lắm xoài thế. Úi dồi. Nhà người ta hả? Không, em nhặt quả xoài ở dưới đất. Dưới đất không bao giờ có xoài rụng. Có. Nắng thế, sao mày đứng chỗ nắng hôm nay chị đi đâu? Sáng nay, hôm nay chị đi có việc bận. Rồi ạ, đi vào đây, vào đi vặt dừa, vặt xoài, vặt quất nhiều lắm. Vặt xoài, vặt dừa. Ừ, thì không. Ừ. Nhiều lắm, xoài lắm. Nhưng mà có nhiều không? Ý nhiều. Có dễ vặt không? Dễ vặt thấp, tẹt tẹt, thấp như mày luôn. Ừ, nhưng mà em mẹ lục quả xoài anh ngon phết chị ạ. Ngon mày có cho tao ăn đéo đâu mà. Nhau chị nói thế. Chị ai đấy. Ngọn nói. Ăn thì ăn nhiều, ăn lắm. Này. Đi nhanh lên. Nhà dùng quả xoài ăn không thơm vậy. Không thơm á. Đấy giờ mà. Có nhiều quả hơn thì ngon hơn. Ừ. Ui. Đi. Hả? Ăn chị không? Cái gì? Cái gì? Vàng. Oh my god. Có vàng thật sao? Nhặt đi. Chị ơi, em giàu rồi. Vàng rồi. Giàu rồi. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây đây. Đây. Đâu rồi? Ở đâu? Lại rồi, đi lại đi rồi. Ôi sao đi rồi? Nó nhảy thế này. À, đây 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 đây. Chị ơi. Hả? Vàng thứ người. Ừ.
để xem mình có nhặt được nó không chứ gì. Đúng. À! Em nhặt được rồi. Ủa, hoa quả đấy. Oh my god, còn có hoa quả nữa cơ à. Anh em. Ê chị ơi. Em vừa ướp có một rổ xoài em để ngon anh. Em ơi, trong chiều có chủ lợn. Nhốt nó vô đấy. Hơi. Nào. 3 2 1 vô. Nó gì? Đánh đi. Anh Nam ơi đánh đi. Chơi bẩn, chị nghe nói là em chuyên đi chia rẽ tình cảm của đôi lứa đúng không? Nghe thấy hết rồi. Lúc nghe thấy cái gì rồi? Bây giờ em phải em đâu có làm gì đâu. Đi vào đây. Không. Cột vào đây. Cho nó cái mặt nó thòi ra giữa hai cây này. Không. Nhanh lên. Em ra. Nhanh lên. Em ra. Sáu thả chị ra. Anh bảy ơi, hỗ trợ em một tay. Thả ra đi, mọi người thả mình ra đi. Này nhá, anh Nam ơi, cứu em. Anh Nam ơi. Tầm này anh còn ăn mới uống. Ở đây có hai cành này. À, đây. Anh Nam ơi cứu em. Em giúp anh lấy lại tình cảm cho của Sáu mà anh nữa đâu nào anh đâu. Không còn đâu. Than vàng của anh. Đâu em cứ tham đâu vàng ai chả tham anh còn tham. Ai, ai. Đâu đấy là vàng anh còn có đầu này không cần phải tham. Không. Đây. Sáu này chị giúp em gọi anh Bốn đến cứu nha anh Bốn. Anh Bảy ngồi gọn nó kìa. Chị có gọi đâu anh Bốn rồi anh Bốn không biết. Anh Bốn giờ vờ đấy anh Bốn chỉ biện minh thôi. Con này ngon nè. Chị ra đi. Wow. Thả ra. Ôi dồi. Bút băng xài cũng chết à. Em không ăn quả này đâu. À, thôi ăn ớt. Ớt. Không. Bút băng xài cũng chết à. Nhét vào mồm. Lau đi rồi nhét vào mồm. Con này không ngon. Anh Nam ơi, cứu em đi. Em giúp anh lấy lòng của Sáu mà. Anh nói lòng nào. Em ơi, à, cho ăn ớt. Cho ăn ớt. Cái mặt mày làm sao kinh đấy. Nhổ đi. Xoài này tao đã tẩm thuốc chuột. Xoài này kinh á, xoài này không ngon. Xoài này tao đã tẩm thuốc chuột. Không ngon thì thôi. Em ơi, cho ăn ớt. Ớt đâu? Không, thả em ra. Em cởi ra. Không. Sao? Không được cởi. Không. Cho ăn ớt. Cái gì? Cho ăn ớt đi. Kinh đấy, quái vật rồi. Quái vật. Em có khi. Hay là tao nhốt mày đi. Đúng không? Đấy có quái vật. Không. Không. Chị ra nào, đây đi bọn mình đi vào. Không. Không được. Em có quái vật đấy. Không. Quái vật á? Không. Không được, không được về. Mọi người phải thả em ra đã. Quái vật hả? Không. Không. Ăn ớt đi. Không. Hay là bọn mình đi về để cho cha ra ở đây cho quái vật ăn thịt. Không. Không, mọi người sao ấy. Đừng có mà quái vật cũng có đôi mà. Ừ, quái vật có quái vật đực, quái vật cái mà. Đúng rồi. Chị ơi, thả em ra đi. Công sức chị em mình ba chị cũng góp phần mà. Chị làm gì? Cũng là người góp phần. Nhưng mà buổi sáng nay chị không biết đúng gì. Đúng kế hoạch của chị. Nhưng mà là thân độc hơn. Bà dê chắc bị dụ đúng không? Ừ, đúng. Không. Mấy anh mới có bằng chứng là em phạm tội rồi. Còn bà dê chưa có. Đợi đến khi nào bà dê lộ đuôi ra thì không. Bà dê là bà đấy đổ hết cho chị đây. Không phải một mình chị đâu. Bà dê bảo mọi người là chị dụ dỗ chị gì mọi người chứ đúng không? Không đúng. Không. Tất cả là tại bà dê. Không đúng. Này bây giờ chị đừng có cãi nữa. Đấy là sao phát hiện cái gì? Sao phát hiện cái gì? Sao làm chị biết cái gì? Phát hiện em làm điên. Lúc em đi ra ngoài em phát hiện chị. Phát hiện cái gì? Phát hiện chị nói chuyện, nói một chuyện một này. Anh em mát này. Chị nói gì đâu? Là chị bảo làm cho một anh mà. Đây nè. Chị tay mình làm gì? Không chiến cho các đôi kia này là không mất gì tanh bành. Không, tại sao chị phải làm vậy? Chị yêu thương mọi người không biết thì anh em ơi, bây giờ như thế này, ở trong này có quái vật đúng không? Không. Mình nhốt nó ở đây còn mình đi về. Em có ý này. Hả? Trong quái vật cho nó đuổi mình ra đây, thế nó vô tình thấy chị chết à? Không. Không. Đi về, let's go. Let's go. No. Let's go.
đâu, để cho nó ở đây. Let's go. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Chị ơi, no. Sao? No. Phải thôi, phải thôi, phải thôi. Đi đường này, đi đường này. Đường này. Bye bye.